toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine sáng ngày 25 tháng 8. Ukraine tiếp tục ồ ạt tấn công Sersa Arkus, giao tranh nóng bỏng. Liên tục hứng đòn đầu, không quân Nga tê liệt ở chiến trường Ukraine. Giao tranh ác liệt ở mặt trận Donetsk, Nga thiệt hại thảm khốc ở chảo lửa Bobrovsk. Điểm lưu trữ đạn dược bốc cháy và phát nổ ở Voronezh Oblast, Nga. Mỹ, Latvia và Na Uy thông báo bơm thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Máy bay tuần tra Mỹ bám sát hai tàu chiến Nga. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine tiếp tục ồ ạt tấn công Sersa Arkus, giao tranh nóng bỏng. Kính thưa quý vị, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW sau khi phân tích dữ liệu thu thập được xác nhận quân đội Ukraine đã tiến vào khu vực Sersa thuộc vùng Kursk của Nga. Báo cáo của ISW có đoạn, lực lượng Kiev tiếp tục tiến những bước nhỏ vào khu vực Sersa trong bối cảnh các hoạt động của Ukraine đang diễn ra tại khu vực Kursk vào ngày 23 tháng 8. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 22 tháng 8 cho thấy quân đội Ukraine AFU gần đây đã tiến xa hơn ở nam Groskaya, Konopelka, phía đông Sersa. Một nhà quan sát người Nga tuyên bố lực lượng Kiev cũng đã tiến về phía bắc Martinivka, đông bắc Sersa, dọc theo đường cao tốc R-200 Sersa, Sokolovka. Các nguồn tin của Nga cũng khẳng định có những báo cáo trái ngược nhau về giao tranh ở phía đông Sersa trong hai khu định cư Samoryadovo và Kozyrevka. Nhưng các nhóm quân cơ động của Ukraine có khả năng đang hoạt động ở khu vực này. Một số nhà quan sát người Nga khẳng định rằng quân đội Ukraine cũng đã tiến về phía bắc Martinivka, phía đông bắc Sersa. Họ cũng lưu ý rằng lực lượng Moscow đã chiếm lại được Spanoe và Kropets, cả hai đều ở phía đông nam Sersa. Mặc dù tình hình trong khu vực vẫn chưa rõ ràng, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới của Ukraine cho một trung đội thực hiện gần Alexandrovka, phía đông bắc Krenovo. Một trong những nhà quan sát này khẳng định, vào ngày 23 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí ở phía tây Krenovo, cho thấy AFU gần đây đã hoạt động ở phía tây thị trấn. Đồng thời, các nguồn tin Nga cho biết, vào ngày 22 và 23 tháng 8, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở khu vực Kursk. Người phát ngôn ngũ chất đài Sabri Nasrai cho biết Mỹ đang hiểu rõ hơn về các mục tiêu của Ukraine tại khu vực Kursk và lưu ý rằng Kiev muốn tạo ra một vùng đệm tại khu vực Kursk. Bà Nasrai nói thêm, Mỹ vẫn đang nỗ lực xác định vùng đệm phù hợp như thế nào với các mục tiêu chiến lược của Kiev và Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp vật tư để hỗ trợ nhu cầu của Ukraine trên chiến trường. Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở các khu vực giáp biên giới với Nga để tự vệ trước các cuộc tấn công của Moscow qua biên giới, bao gồm cả ở khu vực Kursk. Liên tục hứng đòn đầu, không quân Nga tê liệt ở chiến trường Ukraine. Tốc độ hoạt động trên không của Nga đang chậm lại trên phần lớn chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng hiện tượng này có thể chỉ là tạm thời và vẫn chưa rõ nguyên nhân. Lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Bobrovsk và Chasovia thừa nhận hoạt động của không quân Nga đã giảm nhẹ. Các nhà phân tích từ ISW đã quyết định xem xét vấn đề này. Lực lượng Ukraine cho biết nguyên nhân nằm ở cả việc thiếu máy bay ở Nga và hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine. Đồng thời, Viện ISW vẫn chưa nhận thấy sự suy giảm hoạt động của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tại khu vực này của mặt trận. Đại diện nhóm lực lượng Kharkov Vitaly Grashev cho biết nếu trước đó Nga thực hiện 30-40 cuộc không kích mỗi ngày, thì trong tuần trước con số này không quá 4 lần. Ông cho rằng Nga hiện đang sử dụng hàng không ở các vùng Kursk, Sumy và Bobrovsk. Dữ liệu phim của NASA xác nhận một phần lời nói của Grashev. Đồng thời, đại diện Bộ Chỉ huy tác chiến phía Bắc Vadim Mirsnik tuyên bố cũng cảm nhận được sự giảm hoạt động về không quân của Nga ở vùng Sumy. Tư lệnh lực lượng vũ trang của lực lượng vũ trang Ukraine Nikolai Oleshchuk cho biết vào đêm 22 tháng 8, Nga đã phóng 10 máy bay không người lái Kamikaze từ lãnh thổ vùng Kursk vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov. 8 trong số đó đã bị phá hủy. Có thể, Nga đã quyết định thay thế hàng không quân sự bằng máy bay không người lái Kamikaze.
Ukraine gần đây đã tấn công một số sân bay ở Nga và phá hủy các kho đạn chứa bom lượng, và những cuộc tấn công này có thể gây gián đoạn tạm thời cho các hoạt động trên không của Nga. Quân đội Nga cũng đang đóng góp lực lượng không quân để bảo vệ khu vực Kursk, mặc dù ở quy mô không thể ngăn cản lực lượng Nga triển khai máy bay trên phần lớn khu vực chiến trường. Giao tranh ác liệt ở mặt trận Donetsk, Nga thiệt hại thảm khốc ở chảo lửa Bobrus. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 23 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận tình hình căng thẳng ở hướng Bobrus, nơi quân đội Nga đã tấn công 33 lần trong ngày vào 7 khu định cư, bao gồm cả Bobrus. Theo báo cáo, đã xảy ra 125 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua trên các mặt trận. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Terezk, Krakowski, Promorsky. Không có hành động tích cực nào của Nga theo hướng Odekov và Dnepr, nhưng đối phương đang tiến hành các cuộc ném bom và pháo kích quy mô lớn. Lực lượng Moscow đang hướng những nỗ lực chính về phía Volgograd, nơi mà trong ngày họ đã tấn công 33 lần. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công và 11 cuộc giao tranh nữa vẫn đang diễn ra. Theo ước tính sơ bộ, hôm nay Moscow đã mất hơn 220 quân nhân tử trận và bị thương. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động theo hướng Kursk, báo cáo cho hay. Cũng theo thông tin của Bộ Tổng tham mưu, 7 cuộc đụng độ đã xảy ra trên hướng Kharkov trong ngày qua tại khu định cư Lipsy và Voshen. Ở hướng Kupiansk, số trận đánh là 20 trận. Ở hướng Liman, quân ta đẩy lùi 13 đợt tiến công của địch. Theo hướng Seversky, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công gần Vimimka, Bilogrebka và Sberny. Điểm lưu trữ đạn dược bốc cháy và phát nổ ở Voronezh Oblast, Nga. Vào đêm thứ Bảy ngày 24 tháng 7, thành phố Oserozh, vùng Voronezh của Nga đã bị máy bay không người lái tấn công. Một đám cháy bắt đầu sau khi các vụ nổ từ kho đạn dược phát nổ. Thông tin này được chia sẻ bởi quan chức đối phương, thống đốc vùng Voronezh Oleksandr Gusev trên Telegram. Theo ông, ban đầu Nga đã phát hiện và được cho là đã phá hủy một loại máy bay không người lái. Quan chức địa phương Nga cho biết do các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống một trong các thành phố đã xảy ra một đám cháy cỏ và đã được dập tắt. Theo thông tin sơ bộ, một người đã bị thương do mảnh đạn, không có sự tàn phá lớn nào trên mặt đất. Sau đó, Gusev viết rằng một số máy bay không người lái khác được cho là đã bị áp chế và phá hủy, và do các mảnh vỡ rơi xuống, một đám cháy đã bắt đầu gây ra vụ nổ. Báo cáo cho biết, cho đến nay không có nạn nhân mới cũng như thiệt hại đối với các tòa nhà dân sự được xác định. Trong khi đó, theo hãng tin độc lập Astra của Nga đưa tin, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Osogoshka, một kho đạn dược bốc cháy và phát nổ. Các nhà báo cho biết thêm, thành phố này là nơi đặt trung tâm giáo dục đào tạo các chuyên gia cơ sở của lực lượng thiết giáp thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Cần nhớ lại rằng vào tháng 7 năm nay, người đứng đầu chính quyền quận thành phố Osogoshka, Sergei Korosilov, nói rằng họ muốn mở một cuộc triển lãm thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Osogoshko, nơi đã bị chiếm đóng trong vùng bị chiếm đóng, thành phố Mariupol, vùng Donetsk. Điều đáng chú ý là sau khi người Nga xâm chiếm Ukraine, chính quyền nước này đã hơn một lần phàn nàn về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do các cuộc tấn công, đặc biệt là các sân bay và máy bay đặt ở đó, cũng như cơ sở hạ tầng của các nhà máy lọc dầu đã bị hư hại. Một tuần trước, một kho dầu đã bị máy bay không người lái tấn công ở thành phố Brestas, vùng Rostov. Trước khi đám cháy kịp được dập tắt, đối tượng lại bị máy bay không người lái tấn công. Sau đó, người ta biết rằng ngọn lửa đã lan sang thảm thực vật khô và sau đó các tòa nhà dân cư bắt đầu bốc cháy. Mỹ, Latvia và Na Uy thông báo bơm thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Mỹ vừa công bố các viện trợ quân sự trị giá 125 triệu đô la cho Kiev, trong khi Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, còn Na Uy cho lập cơ sở sản xuất đạn pháo 155 ly tại Ukraine. Ngày 23 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố các viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la cho Kiev. Tổng thống Biden cho biết,
Các viện trợ bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các viện trợ này bao gồm các mặt hàng được lấy từ kho dự trữ quốc gia. Mỹ đã cam kết hơn 55 tỷ đô la viện trợ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rostam Dubirov thông báo trong năm nay, viện trợ quân sự của Latvia dành cho nước này sẽ lên tới khoảng 112 triệu euro, hơn 125 triệu đô la Mỹ. Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, song không nêu rõ khung thời gian. Trong thông báo ngày 23 tháng 8, Na Uy đã đồng ý để Ukraine sản xuất đạn pháo do Oslo phát triển. Công ty vật liệu quốc phòng Nalio tại Na Uy đã ký một thỏa thuận cho phép một tập đoàn quốc phòng thành lập cơ sở tại Ukraine để sản xuất loại đạn pháo 155 ly do các kỹ sư của Na Uy chế tạo. Máy bay tuần tra Mỹ bám sát hai tàu chiến Nga. Một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ đã theo dõi hai tàu chiến Nga khi chúng đi qua tuyến đường thủy nằm giữa hai nước đồng minh của Washington ở Đông Á. Theo Newsweek, một bức ảnh được công bố vào hôm 23 tháng 8 cho thấy nhóm binh sĩ Hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải vào ngày 21 tháng 8 trên chiếc máy bay xuất hiện gần eo biển Tsushima, nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong bối cảnh, các binh sĩ Mỹ thuộc phi đội tuần tra số 10 có trụ sở tại trạm không hải quân Jacksonville ở Florida đã sử dụng máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải P-8A Poseidon để theo dõi hai tàu chiến Nga. Lực lượng này bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ cất cánh từ Nhật Bản từ ngày 8 tháng 4. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận tàu tuần dương Varyat và tàu khu trục đô đốc Shabosnikov của Nga được trang bị tên lửa và súng đã đi qua eo biển Tsushima vào ngày 21 đến ngày 22 tháng 8. Máy bay Poseidon của Mỹ có khả năng tiến hành tác chiến chống ngầm và chống tàu mặt nước tầm xa cũng như hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát. Poseidon có thể phóng ngư lôi và tên lửa hành trình. Máy bay còn được trang bị radar cùng cảm biến tiên tiến. Hải quân Mỹ không nêu rõ mục đích giám sát hai tàu chiến Nga. Trong tuyên bố, Hải quân Mỹ cho hay các lực lượng Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hoạt động trong và xung quanh các tuyến đường biển và thương mại quan trọng để ngăn chặn những mối đe dọa tạo ra sự bất ổn trong khu vực và ngăn cản dòng chảy tự do của hàng hóa, con người và ý tưởng. Hai tàu Varyat và đô đốc Shabonikov của Nga đã tiến vào eo biển Tsushima từ biển Hoa Đông và tiến về phía bắc tới biển Nhật Bản. Toàn bộ quá trình di chuyển này đã bị Hải quân Nhật Bản theo dõi. Hai tàu Nga dường như trên đường trở về Vladivostok, thành phố cảng ở vùng viễn đông của Nga và là nơi tọa lạc của hạm đội Thái Bình Dương. Hai tàu chiến Nga bắt đầu chuyến đi đường dài từ cuối tháng 1 và từng đến Địa Trung Hải vào tháng 4. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hai tàu ở lại Địa Trung Hải cho đến tháng 7 trước khi tiến vào Biển Đỏ qua kênh đào Suez để trở về căn cứ. Trong khi Hải quân Mỹ triển khai máy bay giám sát trên eo biển Tsushima, hai tàu chiến của Mỹ là tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu khu trục USS Grab Johnson cũng đã tiến hành các hoạt động phối hợp gần eo biển Mexico vào ngày 21 tháng 8. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.